Dạ, em xin mến chào tất cả cô chú anh chị em trong thời gian qua đã ủng hộ bên kênh của em ha. Thì hôm nay em xin lên cái clip này thì giao lưu cũng có một số phôi và một số tàn, cũng cây giá trung bình và giá rất là rẻ luôn cho cô chú anh chị tham gia tham dự và ủng hộ một vài cây. Shop của em ở tại Ô Môn, thành phố Cần Thơ nha cô chú anh chị. Anh chị em xem thấy hay, video thấy hay nhớ đăng ký kênh để ủng hộ bên em càng ngày càng phát triển ha. Giá em báo giá tại vườn giá rất là rẻ luôn. Thì mai vàng, thì đặc biệt là mai vàng em sẽ hỗ trợ bao phí ship cho cô chú anh chị là 200 km trên mỗi một cái cây. Nếu mà cô chú anh chị chốt được 4-5 cây, 3-4 cây thì có thể là giá ủng hộ thì giá có thể mềm hơn xíu nữa nghe cô chú anh chị. Tại vì mình đi chung một chuyến xe nó sẽ giảm đi được cái tiền vận chuyển thì em sẽ bớt cho cô chú anh chị ha. Rồi, lời nói đầu em đã xong rồi, tiếp tục là cây số 1 đi ha. Rồi, cây này là cây số 1 nha cô chú anh chị ơi. Cây rất là lực luôn, lùng lực nè ha. Ngọn gót nhỏ xíu ha. Cây này em có sửa rễ nha. Có sắp lại một số rễ của nó ha. Cho nó đẹp nha cô chú anh chị. Đó, vàng rễ của nó cũng dữ lắm, cũng khá nhiều. Dễ dữ lắm, rễ nè cô chú anh chị, cây nuôi trong chậu móc ra ha. Thì giao lưu cây số 1 này thì để kích thước rồi báo giá luôn cô chú anh chị nha. Bộ rễ rất là đẹp, đặc biệt là thêm cái nữa nó xù da cóc nha cô chú anh chị. Cái bộ rễ của nó có một số xù da cóc ha nè, nó xù sần xù rất là già cây á, mà bộ rễ rất là tốt nha, rễ rất là khỏe. Rồi củ rất là nở luôn, đo củ nở đi em. Đo củ nở là đo sát củ rễ, cho cái củ nó nở, đừng kéo dây thước mạnh quá nó chùi lên, dùng lại cho nó xuống cái củ đi. Rồi mình đo hoành thân, đo sao cho bao cái củ nó được, bỏ cái này lên đi. Rồi ok. Rồi hoành cái củ nở của nó là hoành 49 nha cô chú anh chị ơi, hoành củ nở là 49 ha. Rồi đo siết trên cái eo, cái này nó có cái củ ha. Rồi cái eo là 36, rồi tính cô chú anh chị 35 đi ha, cái eo là 35 nha. Rồi cúc cành đóng thì cũng khá đẹp ha. Ngọn thì gót nhỏ nha. Đế thì đế em có sửa đế sắp ha. Rồi giao lưu cây số 1 này có giá là 5 triệu 500 ngàn em bao ship là 200 km cho cô chú anh chị ha. Rồi 5 triệu 500k em bao ship cho cô chú anh chị là 200 km nha. Cái hoành nãy em có đo rồi ha, em cũng quên thông số rồi nữa, anh chị xem video giùm em nha. Đây, đặc biệt là cái cây này đặc điểm nó có đặc điểm là có 1-2 thẹo nha, về anh em mình xử lý ha. Đó, nó mấy cái thẹo mặt cắt hồi xưa á, em chưa xử lý nha, về anh em xử lý giùm em. Đây có cái thẹo trên này nữa ha. Rồi đó, với cái đỉnh này cao lắm em cắt ha. Đó, cái thẹo đỉnh này về anh em cứ đục gọt chỉnh sửa lại ha, cây rất là khỏe nha cô chú anh chị. À, củ rất là nở như trái bần luôn nha, củ rất là to. Rồi 5.500k cây số 1 em bao ship 200 km cho cô chú anh chị ha. Rồi gõ đổi cây ha. Rồi tới cây số 2 đi. Rồi cây số 2 là cây phôi luôn. Đây nằm dưới đất ha, không có trên bàn xây được nha cô chú anh chị. Bộ rễ nó cũng rất là đẹp ha. Bộ rễ nó cũng rất là đẹp. Này, cây phôi này ha. Cây phôi này giá rất là rẻ luôn cho cô chú anh chị sưu tầm ha. Rồi đo hoành luôn đi em ơi. Cây phôi là cây số 2 nha cô chú anh chị ơi. Đo chỗ này nè. Thật lòn bỏ cái rễ đây, cái rễ này rễ treo, không xài thì cắt bỏ cũng được. Ở dưới này nó dư rễ ha. Bộ rễ cũng khá đẹp. Rồi cây này có hoành là 39 hoành nha cô chú anh chị ơi, hoành 39 nha. Đó, hoành gốc còn nở nữa đó, hoành 39 ha. Bộ rễ cũng khá. Rễ cũng đẹp lắm nha cô chú anh chị ơi. Đó, bộ rễ dữ dằn ha, đặc biệt là cây thần chậu hết nha. Tại cái tàn của nó không được đẹp nên em cắt bỏ nha cô chú anh chị. Rồi hoành 39 ha. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 2 triệu 500 em bao phí ship cho cô chú anh chị là 200 km luôn nha. 2 triệu 500 ha. Em bao 200 km luôn nha. Đó. Bộ rễ cũng đẹp lắm. Cây rất khỏe nha cô chú anh chị ơi, cây đặc biệt cây thần chậu hết nha. Rồi cây số 2 là 2 triệu 500 bao phí ship là 200 km nha. Rồi tới cây số 3 nha cô chú anh chị ơi. Cây số 3 lần này đi, cây có tàn nè. Đó, cây có tàn thông, một cốt tàn thông, bộ đế đẹp luôn cho anh chị chơi nè ha. Một cốt thẳng lên nha, tàn thông. Đây. Rồi cây này là cây số 3 nha cô chú anh chị ơi. Bộ rễ cũng tủa ra rất là đẹp luôn, một cốt ha.
Nè, cốt cành nó đóng như thế này ha, một cốt một thẳng lên luôn rồi ha. Đó, anh chị hình dung rồi giùm em ha, để em đi dè lại cái cho anh chị xem bộ tàng ha. Nó không có nằm trên bàn xay nha cô chú anh chị. Rồi, đó, bộ đế của nó cũng đặt sạch luôn nha, một cốt mà bộ đế đặt sạch luôn ha, quá đẹp. Đó. Rồi, đã hoành đi em. Rồi, cây này là cây số 3 nha cô chú anh chị ơi, bộ tàng rất đẹp luôn. Đó, một cốt thẳng lên tới ngọn luôn nha, một cốt thẳng tới ngọn luôn. Rồi, cái hoành của em nó là 26 nha, đo hơi nới lên cao ha. Rồi, hoành 26 nha cô chú anh chị ơi. Đó, bộ rễ cỡ này ha. Rồi, cây này có giá là 4 triệu em bao phí ship cho cô chú anh chị là 200 km luôn nha cô chú anh chị ơi. Hoành 26 một cốt ha, tàn thông đẹp luôn, bộ rễ rất là đẹp. Bộ rễ này mà sổ ra sắp lên cái là dữ lắm, nó đẹp nha cô chú anh chị ha. Bộ rễ nó nè ha, đặt sạch luôn, quá đẹp. Rồi, 4 triệu là cây số 3 em bao phí ship cho cô chú anh chị là 200 km nha. Rồi, tới cây số 4 nha. Rồi, đây số 4 là một cái con quái thú nha cô chú anh chị, một cốt ha, đặc biệt là một cốt tàn thông lên tới ngọn luôn nha. Đó, bộ rễ nè, quá đã luôn ha. Có cái đuôi em cắt khúc rồi nữa, ra mình bẻ đuôi lại ha. Đây, để em đi vòng qua bên kia cho cô chú anh chị hình dung nha. Cây này là cây số 4 nha. Đó, bộ rễ nè, quá trời cái bộ rễ nè, nó đã, rất là quái luôn nha cô chú anh chị, đầy cái bầu này luôn ha. Cây này một cốt nha, đó, một cốt nè, thẳng lên nè ha, đường thân của nó nha cô chú anh chị. Đó, một cốt ha, thẳng lên luôn nè, đó, thẳng lên tới trên ngọn luôn, đó, ngọn dốc nhỏ xíu luôn nha. Đó, quá đã, cây này cây số 4 nha cô chú anh chị ơi, bộ rễ đặc biệt là quá quái. Rồi, đo hoành luôn em ơi, bộ rễ quá quái luôn. Ờ, đo đúng rồi, đo sát cỏ đó. Rồi, hoành nhiêu? 28. Rồi, hoành cây thú quái này là hoành 28 nha cô chú anh chị ơi. Hoành 28 ha. Rồi, ok, một cốt tàn thông luôn nha, có tàn về chơi liền luôn nè. Đó, tàn thông luôn ha. Rồi, cây thú quái này em giao lưu với cô chú anh chị là 4.500.000 em bao phí ship cho cô chú anh chị là 200 km luôn nha. À, cây hiện tại đang ở Ung Môn, thành phố Cần Thơ ha. À, anh chị nào có gần đây thì được giảm xíu nữa ha. Rồi, cây này là cây số 4 là 4.500.000 em bao phí ship 200 km nha cô chú anh chị. Nên anh chị nào tới bãi lấy thì em giảm được một xíu nữa ha. Rồi, cây số 4. Rồi, tới cây số 4 là tới cái lô đi. Ba cây này em bán lô đi nha cô chú anh chị. Đó, quái thú không luôn, tàn nó em chưa có tháo ra luôn, chưa chỉnh sửa luôn, đặc biệt là một cốt hết, một cốt thẳng gan ha, cây nuôi nha cô chú anh chị. Đây, cây này, cái lô này em tính 3 cây đi ha, mình tính lại từ đầu là cái số 1 đi nha, lô 3 cây nha cô chú anh chị. Đó, cây này là cái con, đặc biệt là cái con này là cái con gì đây không biết nữa, mà quá trời đế, nó nằm dài mà rễ nè, đầy cái bầu này luôn á. Con này con gì đây không biết nữa, con thú, quái thú gì mà ghê quá ha. Một cốt ha, một cốt thẳng là nha, đó, đường thân của nó ha, một cốt thẳng ha, tay chân cành nó đóng rất là đẹp luôn nha, ở trong đó đó. Cái tàn nó thì bự và bá luôn, mình cũng không có mở ra nên cũng chưa biết là tàn đẹp xấu ha, về mình con lại mình chơi cũng được nha. Rồi, cây này là cây thú, lô này lô 3 cây, thú này tính cây số 1 ha. Đó, cổ em lấy gì thọt ngang được không, lấy cái gì thọt ngang á, đo trên này thì nó đo cái cổ này nó nhỏ, đo cái mình này nó mới bự nè. Lấy cái gì thọt, lấy cái vít trong cái sọt với xô của anh. Đó, cây quái thú ha, để em quay mấy cây kế tiếp đi để tránh mất thời gian đi, rồi để vợ em nó làm được rồi cái mình đo hoành cho anh chị xem. Nói chung là cái lô ba con thú này cây nào cũng quái đẹp chứ. Cây này cái cũ làm sao nó gói vậy nè. Em chừa cái này nữa lên bẻ đuôi nè nha. Cái mình nó nằm dài ha, đặc biệt là cây một cốt hết nha, không có phải là cây tàn đa nha, một cốt hết luôn. Cái lô này 3 cây, anh chị em nào ủng hộ được 3 cây thú này về mình chơi 3 con thú rất đẹp ha. Nè, rễ cỡ này nè anh chị, quá trời phê luôn. Đó, giá cũng rất là rẻ cho anh chị chơi sưu tầm nha. Đây,
thú này ha, một cốt này ha, một cốt thẳng lên ha, anh chị cứ xem video kỹ ha. Đó. Một cốt một ha. Chân cành đóng đều hết. Mở cái tàn ra còn lại là rất đẹp luôn ha. Ba con thú. Rồi số điện thoại của em là 0983292921 nha cô chú anh chị. À, số đó cũng là Zalo của em. Cô chú anh chị gần xa kết nối Zalo ủng hộ bên em ha. Sạc qua được cho em. Đó, anh chị cứ hình dung giùm em ha, con này rất là quái luôn. Rồi xiết ngang đo quanh coi nha. Ngược dây thước rồi đó em ơi. Lật lại, để vậy đó, để đi vậy đó lật lại. Ừ, lật vậy đó, rồi xiết đi, xiết đại dây thước vô đi thấy rồi đó. Rồi cây thú số 1 lô 3 cây này là hoành 32, tính em 31 đi. Về cho anh em đo lại thoải mái luôn. Rồi cây thú số 1 này là 31 nha. Con thú nằm dài ha, rất là dài luôn. Đặc biệt là một cốt tay chân cành đóng rất là đều luôn. Đó, tàn rất là to. Về anh em mở ra mình con sơ sơ lên mình chơi ha. Em báo giá là báo giá nhà vườn cho anh chị sưu tầm luôn. Giá rất là rẻ, bao cho mấy anh chị đi mua rẻ luôn. Ở đây em một cây em lợi chứ bằng cần vài trăm ngàn là em bán thôi. Rồi xiết em. Anh em thợ có thể mua về binh biến mình bán lại cũng rất là lời luôn nha cô chú anh chị. Rồi cây số 2 nha, lô 3 cây ha, cây số 2 ha. Rồi cây số 2 này cũng là hoành gần 31 luôn nha anh chị ơi. 30 cứng cứng 30 gần 31 ha. Cũng là hình thú rất là đẹp luôn nha. Rồi cây số 2 nằm giữa ha, lô 3 cây nha. Đó, bộ rễ của nó nhùi 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 cỡ này nha cô chú anh chị. Ở ngoài nhìn rất là đẹp luôn. Rồi tới cây số 3 đi. Cây số 3 là cây cuối cùng của lô 3 cây nha. Bộ rễ quá phê. Nè cái này đó được nè em, khỏi hơn xôm. Cưa sát vô là tính được rồi. Ừ. Bỏ cái rễ nó đi. Ừ, rồi cưa xéo vô. Sát vô. Rồi ok. Chở thước lại. Chở cái cọng nó được rồi. Ừ chở cọng nó là được rồi. Rồi siết mạnh. Rồi cây này là hoành 29 nha cô chú anh chị ơi, hoành 29 nha. Cả tại đo trên cổ này, đo xích vô đây là bự ha, nhưng mà đo không được nha. Đó, thú nè nè, ghê không? Gan em là tự hình dung ha. Quá trời đẹp luôn. Ba con ha. Rồi cái lô 3 cây này em giới thiệu với anh chị là ba cây này em chốt cho cô chú anh chị nào ở gần đây ha, hoặc là ở xa cũng được, mà em bao là 200 km thôi nha, 200 km trở lại ha, thì em chốt cho cô chú anh chị là ba cây này là 16.500.000 ha. 16.500.000 em bao phí ship là 200 km nha cô chú anh chị. Nói chung là nhìn hình dung ở ngoài rất là đẹp luôn. Đó, nhất là cái con số 1 này nè, con số 1 này cực quái. Cái bộ rễ này mà sổ ra trơn sắp lại rất đẹp ha. Nè, cái chân của em nè ha, thú rất đẹp. Đặc biệt là một cốt tay chân cành đóng đều hết. Đó. Em bán theo cái giá này cũng như là cái giá nhà vườn em bứng ra chỉ kiếm được tiền công chút đỉnh thôi là em bán cho cô chú anh chị sưu tầm ha. Anh em thợ có thể mua bắt lại rồi dọn lại bán cũng vẫn lời nha cô chú anh chị. Rồi, em giao lưu bao nhiêu cái clip này, giao lưu bao nhiêu đi ha. Rồi cô chú anh chị nào chưa rõ hơn thì kết nối Zalo với em nha. Dạ em xin mến chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị cái clip tiếp theo ạ. À, anh chị em nào chưa có đăng ký kênh của em bên em thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ bên em ha. Dạ em xin mến chào ạ. Số điện thoại không quên là số điện thoại của em là 0983292921 nha cô chú anh chị. Rồi, số đó cũng là Zalo của em. Dạ em mến chào tất cả cô chú anh chị ạ.